Perspective nhặt đèn vào. Sao bạn? Ấy bạn sao bạn? Thế thì tốt. Hay là chiếc nhà bà Tùng ở đâu? Gì? Viết thư tình này. Tờ sáng tác thôi. Chào bạn. Chắc là chép thư tình. Chào bà. Vô cũng là bà ơi, 10 cái nó đầu tôi lấy cái 2 cái đây, bạn cũng căng tôi bạn. Cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan, hát về tâm tư vén màn, thơ mình suối dưới mây ngàn. Mấy con quỷ nào hát cái gì vậy anh, sao vậy anh? Tích nhập như thế nào? Căng tiếp. Có chân. Bẻ là thiệt chứ. Ủa? Nhờ lâm bánh chưa ăn được đầy mấy.
không hiểu bài. Nhạc với ông Đức Kiều Mai Phúc mà. Thank you.
ăn mấy cái video 2 tiếng á. Ví dụ như mình ghép hai cái 1 tiếng của mình ở sau cái đầu tiếng sau 1 tiếng cũng được mà, đâu ai nói đâu. Ấy là mình quen tiếng xong mình ghép, mình nhân đâu nó lên được mà. Như tại nhạc mấy đứa trên YouTube nó làm cũng vậy đó. Vậy chứ nhạc sao?
bỏ đi không mất coi. Em ngủ xấu rồi người. Vậy. Em ngủ xấu rồi người.
Bad time? Yeah, bad time. Yeah. Lâu quá chứ chị.
รูปจางนี่นะชอบปะThank you.
Thank you.
Lê Trinh. Ừ. Ủa, nay nó đẹp à? Nó kêu nó rắn thì nó quay. Em đưa nó bộ gì mà lên nào. Hôm qua anh nói cái kia trước là em làm rồi đó. Em nói nó quay giống cái đợt trước quay á. Nó sơ vậy đó à. Thì anh muốn quay để coi lại thử nó quay cái gì theo đó. Anh chọn ra được cái nào chưa? Tinh chọn đấy. Em nói nó làm quay với làm thủ công trước rồi. Để chọn lại rồi nhắn tin. Có điện thoại mới rồi mà, hồi giờ đâu quay đó nha. Hồi bữa quay laptop cũng có rồi hả? Cho em cái này vừa kiếm gì đâu, có bữa nhắn vào lòng hả? Thank you.
mất. Ừ? 14 phút. Má nhà này đang làm dầu nó rồi sợ quá. Làm dầu thấy sợ quá. Cái tiền của dưới về như vậy. Cũng hết cần hỏi mình sao bị tiếng không thích Thank you.
Đi vậy? Vậy. Từ chức. Gì? Thần thương thương. Mày chọc tao ăn. Sao ăn thật đáng gì vậy? Hôm nay không vui. Phẩm lao. Thank you.
49 phút chưa mốt? Gì? 49 phút rồi. Hôm qua em làm có cái món đúc rồi. Vậy là nó chạy đồ nên cũng 60 phút.